Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã ký ban hành thành luật việc gia hạn tình trạng thiết quân luật và tổng động viên thêm 90 ngày. Tổng thống Zelensky lần đầu tiên ban bố tình trạng thiết quân luật và lệnh tổng động viên vào ngày 24 tháng 2 năm 2022 khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt ở nước này. Biện pháp trên đã được gia hạn nhiều lần kể từ đó. Theo đó, nam giới Ukraine từ 18 tới 60 tuổi, trừ một số trường hợp ngoại lệ, không được phép rời khỏi đất nước vì họ có thể bị gọi đi nghĩa vụ quân sự quy định thích quân luật cho phép quân đội ukraine ban hành lệnh giới nghiêm lập trạm kiểm soát quân sự và hạn chế quyền tự do đi lại của người dân nước này người nước ngoài cũng như các phương tiện